Hào, xin chào các bạn đã đến với channel Huy, mình là Huy. Hôm nay thì ngày lễ và chúng ta sẽ đến một cái khá là mới lạ một chút, đó là mình sẽ quay một cái nội dung liên quan đến Liên Minh Huyền Thoại. Và nội dung là gì các bạn nhìn đây các bạn đã hiểu, đó là mình sẽ mở cái hộp hashtag. Mình có tích được một số hộp và hôm nay mình sẽ thử vận may xem với 15 hộp. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu để chúng ta test xem cái hôm nay chúng ta có may mắn ra được Annie không hay chỉ toàn những cái skin gì đó. Ok, bắt đầu thôi. Sinh à? Con này mình không đánh. Ra cô công xưởng. Toàn skin lạ. Toàn những con mình không đánh. Mình sẽ mở hết và mình sẽ gộp nó lại sau. Sen, con này mình chưa có và mình cũng không quan tâm con này lắm. Cái mình quan tâm nhất tất nhiên là cái skin Annie công nghệ rồi. Có mò thạch, có mò một trong con tướng mình rất là ghét. Mắt này mình không quan tâm lắm. Cảm giác toàn ra cái những cái gì đâu không. Gì đây? Maxi người được chọn. Con này mình không đánh thật. Maxi nhiều người đánh nhưng mà mình cũng không quan tâm con này lắm. Mình thích chơi con gì nó khác khác một chút. Đó. Mình cũng không những cái con Gigaren hay là Jhin, mình không hầu như không đánh mấy con đấy bao giờ. Nay mở toàn cái gì này trời. Ba hộp nữa. Ra 5 hộp mà chỉ còn 3 chìa khóa thôi thì mình chỉ mở 3 hộp nữa thôi. Hy vọng là lúc mà mình grab lại cái skin thì mình sẽ ra được con tướng mới grab. Không có gì. Gì đang nói cả. Tristana mình có rồi mà. Trời. Ok, đã mở hết và kết quả ra là chả có gì đặc biệt cả. Đây mình sẽ bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu cái ít hấp dẫn nhất trước, đó là cái báu vật tướng. Mình chưa phun tướng đâu, mình còn nhiều tướng lắm. Thì đây mình sẽ đổi lại con tướng đây. Tướng mà mình không thích không giờ đánh cả. Mình hoa cam đây để nâng cấp skin. Kennen tướng Vĩnh Viễn, tìm mãi cái mảnh vỡ kia chưa có. Chứ mình quay được trong một Vĩnh Viễn Twist Fate Tango nhưng mà nhìn cũng xấu, chả dùng. Ôi, cứ thử đổi lại xem nào. Đúng là không biết là tỷ lệ thế nào mà ui rồi ôi, Twitch một trong con tướng mình rất là ghét. Mặt chuột rất là ghét luôn đó. Trang phục vĩnh viễn đó chứ, tớ không sở hữu. Ê, trông tính sổ của mày xong. Rồi ôi Nocturne tàn bạo gì đây, thế mà không đà ra cái đá tím. Mình thu thập hai cái đá tím rồi, rời mẫu mắt nào. Mắt va vẩn gì đây? À thôi, mắt này để đấy. Đây, ba mắt này xấu này. Tinh hoa cam là cái gì? Mặt trời cũng được. Xin giao chiến thần à? Đây mình sẽ grab mấy cái trang phục vĩnh viễn ngẫu nhiên đi. Toàn ba trang phục vĩnh viễn mà ba lăng nhăng đâu đâu vớ vẩn. Aatrox mình móc à, cũng được. Mình không nhớ là mình còn tướng Aatrox này chưa, à chưa sở hữu à. Ôi thế thôi vậy. Ok, vậy là mình đã làm cái clip khá là ngắn để review xong mấy cái hộp và hashtag. Thì theo mình nhớ là
hình như Việt Nam mới có 3 người mở được thôi. Đó, thì cái này thì mình cũng chỉ để thử vận may thôi, thì mình cũng không mong là được không không kỳ vọng nhiều là ra được cái kết quả mỹ mãn cho lắm, nhưng mà theo mình thấy thì mở ra cái skin này thì đây, như các bạn thấy là đây 250 RP này, được 11 hộp, 5 dương thì 5 hộp và tương tự à 125 thì được 5 dương đấy. Thì để mở ra, nếu mà tính theo cái giá trị skin thì tính ra cũng lời đấy, nhưng mà tính theo cái giá trị RP nhá, tính ra cũng lời, nhưng mà thực chất là ra toàn những cái trang phục mà bạn, mình tin chắc là bạn hầu như mà không bao giờ bạn dùng, thì rất là thấp. Và chắc là mình, tất nhiên là mình, những cái người mà sở hữu cái skin Annie kia thì hẳn là rất 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 là may mắn, tại vì mình, vì cái skin Annie kia mình chưa thấy ai mở ra bằng cái đá quý này cả, toàn mở ra bằng cái hộp, à vài hộp mở chế lại skin ra đó, thì mình, các bạn đó rất là may mắn. Ok, và có lẽ là hy vọng là sau này mình tích được một chút hộp, mình sẽ mở tiếp, hy vọng sẽ ra cái skin Annie. Ok, và cảm ơn bạn đã xem cái clip review ngắn về cái hộp hashtag của mình. Và chào và cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong cái video sắp tới Hitman của mình, và chúc các bạn một cái kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Cảm ơn.